Ừ, xin lỗi đã để mọi người chờ đợi Alo Dạ nghe rõ rồi ạ, anh xin chia sẻ Dạ 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 Làm bị rối quá Không biết bắt đầu từ đâu à, Xin chào mọi người có mặt trong cái, cái Zoom ngày hôm nay À, xin chào tất cả các chị em, các mentor, các, các ekip chương trình Đặc biệt là Trịnh Đào, Nguyễn Hoàng và à, M3 sao Minh Thuận, người coi như đã dìu dắt tôi à, đến thành công ngày hôm nay à, Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Mặc dù là hơi bị rối chút xíu nhưng mà tôi nghĩ là cũng sẽ chia sẻ nhanh à, Tôi à, tên đầy đủ là phạm hoàng phi 55 tuổi hiện đang sinh sống ở thành phố hồ chí minh mình vào rugby vào cái dịp là mùa tóc chiến đâm ra là nó có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc đầu tiên hết đó là được các mentor là phải yêu cầu mình phải lập cái cái kế hoạch làm sao cho nó tốt nhất để mà chinh chiến cái mùa tốc chiến cho đạt hiệu quả thì lúc đầu mình vào thì mình cũng chỉ đặt ra cái nhiệm vụ mình là lên được có một sao là là một cái điều mà gọi là với một người mới thì cũng là một cái thành tích ghê gớm rồi và kiếm được thêm bốn cộng tác viên cùng bốn đại lý và bốn sáu cộng tác viên thì kế hoạch của tôi ban đầu đặt ra là như thế rồi và chính vì đưa ra một cái kế hoạch như vậy nên ra mình phải đưa ra cái chiến lược kinh doanh cụ thể là mình kinh doanh như thế nào thì lúc đó là tôi mới chọn đưa ra là hai loại sản phẩm sản phẩm phiểu và sản phẩm chiến lược thì cái sản phẩm phiểu của mình nên mình sẽ chọn những sản phẩm nào mà nó có cái trị giá nó dưới 500 ngàn dễ sử dụng nè nhiều người sử dụng thời gian sử dụng ngắn và cái khả năng tái tạo đơn hàng nó nhanh nó nhiều rồi phù hợp với xu hướng xanh sạch với môi trường thì với tư duy đó thì tôi mới chọn cái sữa tắm spana sữa dành cho người tiểu đường và một số cái loại sản phẩm nhỏ khác rồi cái sản phẩm chiến lược thì là tôi chọn sản phẩm của Kuchen và Bantech vì hai cái dòng sản phẩm này nó đem lại cái điểm tích lũy trên một sản phẩm rất là cao và rồi tôi luôn luôn đặt ra trong cái kế hoạch của mình là mỗi một tháng mình sẽ bán được từ hai sản phẩm cuchen và một sản phẩm Bantech, sản phẩm máy lọc nước. Thì với cái cách làm như vậy, với cách chọn như thế thì bắt đầu tôi mới lên cái kế hoạch bán hàng cho từng từng ngày và cũng như từng tháng, từng tuần. Nhưng mà thực sự là lúc đầu vô tôi vô là ngày 17 tháng 4 thì từ ngày 7 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4 hầu như là chỉ có học và cũng chưa dám bán hàng tại vì mình cũng đâu có hiểu hết sản phẩm đâu mà đi bán nên là lúc đó là tôi chỉ học rất là kỹ và hầu như là ngày nào cũng học học có miễn là trong Zoom có cái Zoom gì là mình tham gia sản phẩm gì thì mình tìm hiểu mình tham gia vô. Thì hôm nay không biết là như thế nào nhưng mà tôi nói là cách đơn giản là khi mà mình đã chọn được sản phẩm phiểu và sản phẩm chiến lược thì bắt đầu mình sẽ thực hiện theo kế hoạch ví dụ như là cái sản phẩm phiểu thì nó sẽ giúp cho mình là ngày nào mình cũng có thể bán được còn cái sản phẩm chiến lược thì một tháng mình chỉ bán được có hai hoặc là ba cái sản phẩm là mình bán rất là giỏi rồi cho nên là cái sản phẩm phiểu nó sẽ giúp cho mình là tạo năng lượng mỗi ngày mình sẽ không bị bị buồn bị chán là vì không bán được hàng thí dụ như là tôi thí dụ như một cái combo sữa tắm đi nó chỉ đem lại cho chúng ta có 450 ngàn điểm thôi nhưng mà nếu mà chúng ta bán được hai chục combo thì chúng ta sẽ có được 9 triệu điểm nó tương đương với chúng ta bán hai cái máy ép chậm hoặc là một cái máy lọc nước đó cho nên là khi mà mình đưa ra vậy xong rồi mình mới hiểu rằng là để mà đạt được cái đó bắt đầu mình phải lên danh sách khách hàng mục tiêu của mình mình đi tham gia vô thì lúc đầu đó, tôi cũng dùng cái Facebook Zalo fanpage để giới thiệu cái cái, cái siêu thị bán hàng của mình đến cho mọi người biết đồng nghiệp cũng như bạn bè cũ cũng như là người thân rồi bắt đầu từ thông qua cái cái những cái fanpage trên cái Facebook đó và Zalo thì bắt đầu tôi bắt đầu mới tư vấn trực tiếp cho khách hàng tư vấn cho những cái người mà mình đã giới thiệu thì mình gọi điện trực tiếp luôn chứ mình không có có chờ mình đưa thông tin lên Zalo hoặc là Facebook xong mình chờ họ phản hồi mà mình trực tiếp mình gọi luôn chứ mình không có chờ thì lúc đầu là gọi cho mọi người để mình chào cái sữa tắm trước thì thực sự là cũng may mắn là cái sữa tắm thì cái là đơn giá nó là phiểu sản phẩm phiểu nên là mọi người rất là dễ tiếp cận rồi lúc đầu thì tôi cũng bán được lai rai rồi sau đó bắt đầu mình mới nghĩ mình sẽ đưa đi mỗi ngày mà cho nên mình mới chiết ra những cái chai nhỏ mình đi quảng cáo đến mình gửi cho những anh em ở trong văn phòng một hai chai để họ xài thử rồi mình đến đến những cái tiệm nail tiệm gọi đầu này kia mình cũng gửi thử mấy cái chai nhỏ thậm chí những cái chỗ nào mà tiềm năng lớn là tôi giao hẳn một cái sản phẩm để tặng cho cái người chủ tiệm đó xài thử luôn thì với cái, với cách làm như thế thì trong không ngờ là trong tháng 5 là tôi đã bán được 49 chai và đạt được cái danh hiệu the best seller của cái sản phẩm đó rồi khi mà chuyển qua làm cái hàng kêu á thì lúc đầu mình cũng giới thiệu nhưng mà mọi người cũng nói giống như chị vừa mới vừa chia sẻ là sản phẩm này rất đắt tại sao ngoài thị trường thì cũng chỉ có những sản phẩm rẻ hơn mà của mình đắt như thế thì mình cũng dựa vào những cái mà cô đã huấn luyện mình thứ nhất là cái thời gian bảo hành của hàng cái máy ép chậm là tới 10 năm mà ngoài ra là khi mình mua máy ép chậm mình còn có cơ hội mua cái nồi chiên không dầu gần 7 triệu mà chỉ có 2 triệu thôi thì mua một mà được hai thật ra đầu tư 15 triệu mà tính ra thời gian bảo hành là tới 10 năm thì mỗi một năm chỉ có một triệu rưỡi chia ra một tháng chỉ có trăm mấy chục ngàn thôi thì quá rẻ với mọi người mà cái sản phẩm này đầm ra với cái nước ép rất là ngon các bạn có biết là tôi cũng đã ép tôi đã mua về cho cái chai nhựa để mình ép để được giới thiệu đó là khoảng 370 chai nước ép và tôi đi ép đi, tôi giao đi, trong suốt một cái tháng năm vừa qua, tôi gửi hết tất cả mấy, mấy trăm chai đó đi. Và cuối cùng thì tôi cũng nhận được cái kết quả là khi họ uống nước ép, đó, họ thấy ngon. Bắt đầu họ tò mò là cái máy này nó như thế nào, sử dụng ra sao. Mình mới gửi một số cái video mình quay đó, gửi cho họ xem. Và đồng thời mình lên trên cái trang của MC uh, M3 sao Minh Thuận có gửi trong cái group đó. Mấy cái hình ảnh chia sẻ về máy ép rồi cũng như là mấy cái nồi chiên không dầu mà làm bánh rất là đẹp tôi gửi ngay đến cho họ xem từ khi họ xem xong thì một số người là bắt đầu là có ý là sẽ mua nhưng mà vẫn còn ngại mình tiếp tục gọi điện và tư vấn và cuối cùng là mình cũng đã bán được rồi riêng về cái cái máy lọc nước á thì phải nói là tôi đi tôi học rất là kỹ học cái cách vận hành máy cấu tạo máy rồi tạo ra nước bi như thế nào nước bi là nước gì có những cái lợi ích gì cho sức khỏe mình phải tìm hiểu hết mấy cái đó nhưng mà không phải là mình chỉ tìm hiểu về sản phẩm của mình không tại vì khi đi chào quán máy bi ấy, thì các bạn có biết là khách hàng của mình ấy, ở bên ngoài họ nghiên cứu rất là nhiều và cái nguồn gốc của nước bi là xuất phát từ nước nhật mà tại sao mình lại bán của Hàn Quốc, máy Hàn Quốc, mà máy của mình lại được mệnh danh là vua của thị trường? Họ không có tin, chắc chắn không bao giờ tin, mình phải chứng minh điều đó. Thì trong cái lớp học của bên Thế Lộc Nước họ có nói là là tại sao cái máy của họ được là, là mệnh danh là vua, bởi vì là thứ nhất là cái công nghệ Sụp rửa bản cực, là sóng âm, là không sử dụng hóa chất từ bên ngoài đưa vào thì đâm ra là nó sẽ không có một cái hóa chất độc hại nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe và điều đó là FDA của Mỹ họ mới công nhận là cái sản phẩm y tế sử dụng trong gia đình trong khi mình lên cái trang FDA mình đánh cái thương hiệu của Sangen Fuji hay là Panasonic về máy lọc nước thì không có cái sản phẩm không có cái thương hiệu đó những thương hiệu đó không hề có những sản phẩm lọc nước thì đó là lý do mình chứng minh như vừa rồi là tôi có bán một cái máy về An Giang sau 3 ngày thì cái anh chủ đó có gọi điện cho tôi hỏi ngược lại là nguồn gốc máy là như thế nào tại sao máy của mình có tốt như những gì mình nói hay không mà trong khi đã mua rồi mình đã tư vấn rồi nhưng mà vẫn hỏi lại thì tôi cũng hơi gỡ ngàn nhưng mà với cái tâm thái là khách hàng là thượng đế năm ra là mình phải trả lời hết thì khi trả lời tôi biết biết rằng là anh này là đang ngồi với một nhóm khách hàng khác và những người kia họ mới nói rằng là tại sao không mua máy Nhật mà lại đi mua máy Mỹ thì anh này nói không lại mấy người kia mới kêu tôi tư vấn ngược lại thì tư vấn online luôn có hình ảnh luôn thì tôi mới nói và tôi đưa một cái nói là anh đó, đó, lấy một cái máy khác lên cái trang FDA đánh cái tên của cái, cái cái sản phẩm mà bạn của anh vừa mới nói đó đánh vào tôi hướng dẫn trên online luôn và khi đưa vào thì kết quả là chắc chắn là không có thì lúc đó tôi mới nói được đó là lý do vì sao mà cái máy bên tôi là được mệnh danh là vua của thị trường đồng thời là thử nghiệm test nước mình mình thấy mua những cái bộ dụng cụ nếu mà anh chị nào muốn bán kinh doanh nước mình sẽ mua những cái bộ dụng cụ thử cái TDS và thử khoáng chất nè mình mua một cái bút thử hydro hòa tan trong nước nè và chắc chắn mình phải có nước quỳ tím các bạn có biết là khi mà mình sử dụng cái quỳ tím á, khách hàng sẽ rất là hài lòng rất thích bởi vì khách hàng không bao giờ biết là cái nước nó trắng như vậy mà tại sao một thứ thì ra thành axit một thứ thì ra là thành kiềm họ chỉ biết uống thôi ví dụ như aquafina mà uống vào đâu có biết là uống axit cho mình đâu họ không biết nhưng mà khi bỏ cái quỳ tím vô rồi họ nhìn thấy rồi mới hết hồn rồi mình thử cái hero độ hòa tan hero cái nước aquafina là hoàn toàn không có một miếng hydro hòa tan nào hết thì làm sao nó chống được oxy hóa. Kể bắt đầu mình mới đưa cho thử xem như như một rồi tôi cũng đang tư vấn cho một cái anh khách hàng ở quận 2 đó thì anh đó rất là kỹ. Rồi mình đã làm hết tất cả mọi thứ chứng minh cho anh thấy là cái máy mình là vua của thị trường nhưng mà anh ấy vẫn không hài lòng. Vẫn nói rằng là, là phải đem cái nước này đi test vi sinh. Có nghĩa là họ không nghĩ rằng là qua cái máy này là vi sinh nó sẽ sẽ mất đi mặc dù là trong cái lọc của mình là lọc hết sạch không còn vi sinh nữa nhưng mà khoáng chất thì vẫn còn cái công nghệ của cái bên biotech biotech là nó giữ là nó giữ lại những cái thứ rắn nè mùi nè màu nè rồi những cái vi sinh là giữ lại hết nó đưa vào cái nước bên trong trước khi tạo thành ion kiềm thì nước đó nó cũng đã có khoáng chất còn mấy cái máy của Nhật là nó sử dụng một cái công nghệ RO lọc RO lọc ngược thẩm thấu ngược thì nó sẽ làm mất hết khoáng chất. Cho nên là sau khi qua cái máy á thì họ phải sử dụng một cái lõi để tăng cường khoáng và cũng như là tạo cái pH tăng thêm để cạnh tranh với lại những cái sản phẩm như mình. Và đó là cái điểm yếu của những cái máy đó, lý do mà FDA nó không công nhận cũng dựa trên cái chỗ đó. Mà mình thì mình ok cái uh, tư vấn cho họ thì uh, sau khi tất cả những cái điều kiện đó mình đồng ý hết thì họ sẽ chấp nhận mua cho mình nói chung mà tôi muốn nói là là các bạn muốn bán cái gì muốn làm gì thì các bạn phải học thật kỹ cái sản phẩm đó giống như tôi nói cái quay là cái sản phẩm Spana để châm cái trang của chị Hương mà bên CEO của Spana có rất là nhiều cái chương trình nhiều cái khóa học mà nếu như mình học hết tất cả thì mình sẽ thành chuyên gia còn mình học sơ sơ thì mình sẽ không đi bán được bởi vì mình sẽ không có hiểu là cái group là cái gì hoặc là mình không hiểu cái cái chất nào để nó dưỡng ẩm dưỡng da hoặc là tại sao cái spanna nó lại không sử dụng hóa chất mà nó vẫn chiết xuất từ cây nói ra mọi người không ai tin nó chứ tại sao mùi thơm này mà ở đâu mà tự nhiên được ở đâu mà thiên nhiên ra cái mùi thơm đó chắc chắn là phải có hóa chất gì đó nhưng mà spanna thì là chiết xuất từ thiên nhiên thực sự là như thế thì trong cái bài những cái bài học đó là nó có dạy cho mình hết có những cái slide chỉ thì các bạn khi muốn bán sản phẩm thì các bạn nên nghiên cứu cái đó ví dụ như là riêng sữa dành cho người tiểu đường thì thực sự là trong gia đình của mình thì cũng có nhiều người bị mắc bệnh tiểu đường đâm ra mình hiểu về bệnh tiểu đường rất là nhiều và cái sản phẩm về bệnh tiểu đường thì nó cũng rất là nhiều sản phẩm sữa bán trên thị trường nhưng mà tôi chọn cái sữa của ở Robby để bán là lý do là cái giá của nó so với cái thằng của Lucerna bây giờ mà đi ra ngoài mua là ai cũng hỏi là Lucerna Lucerna còn mình là Lucera đó thì nó đóng cái tên nhưng mà một cái là sản phẩm của mình là nguyên liệu từ Đức còn một sản phẩm là nguyên liệu từ New Zealand và sản phẩm của Mỹ thì ai cũng thích đồ Mỹ mà, đâu thích đồ khác đâu. Nhưng mà đem về cho mọi người uống. Tôi cũng đem về đưa uống thử và thật sự là mùi thơm không có thua kém gì thằng Lucetna. Và như vậy là bắt đầu là tôi đã bẻ gãy được cái thị trường đó và đã bán vào được cũng mười mấy lon rồi. Và sau khi bán mấy lon này xong Mà tôi hy vọng rằng là cứ hết cái lon đó và tôi sẽ tiếp tục gọi điện tư vấn và khuyến khích khách hàng sử dụng bởi vì nó rẻ hơn mà nó không mắc hơn Lucetna mà bây giờ trong khi Lucetna bây giờ bên ngoài là đã làm giả rất nhiều và tôi cũng đã nói là đưa cho họ xem mấy cái đoạn video cũng như của thằng VTV1 vừa rồi mới đưa lên đó là cái sản phẩm Lucetna bây giờ là đã đóng giả và bắt gì rồi mới bắt ở bên nhà bè thì phải nó rất là nguy hiểm trong khi sản phẩm của mình là bảo đảm là hàng có chất lượng và hay không phải là hàng giả hàng thật à, còn vấn đề về lan tỏa Ruby cho những cái đối tượng thì mình đã lên kế hoạch tại lúc đầu mình chỉ nghĩ rằng là mình bán hàng trong bán hàng là chính còn tuyển dụng mình đưa ra chỉ có 4 đại lý và 6 công tác viên nên là số lượng thì cũng chỉ có 10 trong 3 tháng cho nên làm ra mình để dành cái kế hoạch này vào trong tháng 6 và tháng 7 để mình tuyển dụng. Còn bây giờ mình vẫn chú tâm vào vấn đề bán hàng nhiều hơn, bởi vì là tôi nói chung là tôi rất thích bán hàng. Cái như là mình phải bán được hàng, mình mới, mới có cái niềm tin đi lan tỏa. Còn nếu mình bán hàng mà nó chỉ có vài sản phẩm hoặc là vài triệu điểm, thì mình lan tỏa ai mà nghe mình? Còn mình khi mình bán hàng mà đạt lên cái mức có một sao hay sao hoặc ba sao, thì lúc đó mình lan tỏa mới có khả năng mình mới lên thành em M M1 hoặc M3 hoặc M6 thì với cái kế hoạch của tôi là như vậy rồi sau khi thực hiện theo những cái gì mà mentor hướng dẫn đặc biệt là Minh Thuận Minh Thuận thì rất là rất là tốt hướng dẫn tôi rất là cặn kẽ là cách làm nào là đúng cách làm nào là sai nên như thế nào cho nên là tôi dựa theo đó và tôi không ngờ là cái tháng 5 vừa qua là tôi đạt một cái thành tích rồi là thành hai sao bán được cũng hai cái máy bi và cũng sáu bảy cái của Kuchen vậy đó và bán hàng của Spanna thì lên bestseller luôn mà mai là mới học được có nhiều đó thôi chứ chưa thành chuyên gia thành chuyên gia chắc là bestseller của năm luôn quá và nói chung là tôi bán chủ yếu là không có dựa trên cái online chính mà tại vì cái Bây giờ là TikTok, Zalo thì mình tiktok, TikTok thì mình không có rành. Mình mới có biết về Facebook và Zalo là chính thôi. Cho nên là chủ yếu là bán dựa vào cái cái mối quan hệ. Thì vừa rồi trong uh, Robby cũng có dạy về bán hàng mối quan hệ và tôi tận dụng cái mối quan hệ là tối đa. Rồi trong thời gian tận dụng bán hàng mối quan hệ thì tôi mới học về cách làm trên Facebook cũng như trên Zalo uh, như thế nào bắt đầu mình mới Xem vô thêm nhưng mà trong 90 ngày tốc chiến này là tôi cứ dành cái cái thời gian của tôi cho những mối quan hệ và các bạn đừng có nghĩ rằng là bán qua mối quan hệ là là không có doanh thu tôi là người điển hình là tôi bán hàng qua mối quan hệ và có doanh thu rất tốt ngay cả cho tới thời điểm này mới có 12 ngày thôi 12 ngày của tháng 6 thì mà tôi đã khẳng định là tôi đã đạt được có hơn Cốt một sao rồi hơn điểm cốt một sao nên là tháng 6 này tôi cũng đặt ra cái mục tiêu của mình là sẽ đạt được hai sao tiếp tục. Và nếu như may mắn thì mình còn tới hai còn tới 17 ngày nữa cho nên là tôi tôi nghĩ rằng là mình có khả năng đạt được. Và mục tiêu mình đặt ra thì mình phải làm sao đạt được. Thì đó là cái cách làm của tôi. Ờ, nói chung thì các bạn ai cũng có những cái tệp khách hàng riêng của mình, ai cũng có những cái mối quan hệ riêng của mình. Quan trọng nhất là mình có dám đến có dám nói hoặc là mình có hiểu sản phẩm để mà nói với người ta hay không có một số bạn thì rất là muốn bán hàng nhanh nhưng mà không có hiểu sản phẩm hết rồi tôi nói là những cái bạn nào mà đi bán mỹ phẩm thì phải học thật kỹ ví dụ như là như đầu tiên tôi cũng nghiên cứu mỹ phẩm tôi gặp một người bạn đó hỏi là anh có biết cái lớp toner là gì không hoàn toàn tôi không biết lớp toner là cái gì hết anh có biết nước hoa hồng là gì không không biết không biết anh đi bán cái gì đâm ra là ý tôi muốn nói là một cái thí dụ điển hình thôi còn tất cả những sản phẩm nào các bạn muốn bán các bạn phải hiểu nó có tác dụng gì nó có những thành phần gì nguồn gốc từ đâu Đó thì khi các bạn hiểu như thế thì các bạn sẽ có niềm tin đi đến tư vấn khách hàng và các bạn dễ nhận biết được khách hàng là họ cần cái gì tại vì mình nắm trong tay mình phán dụ như năm sản phẩm nằm lòng đi mình thấy mình nói chuyện là mình biết là bạn đó có thể là thiếu cái thứ này thiếu thứ kia à, tôi nói là ví dụ như là với cái lứa tuổi tôi đó là những cái khả năng mà bị độc quỵ là nhiều cho nên ra tôi thì rồi tôi cũng đang nghiên cứu cái bài cần chống độc quỵ của nhật và bản thân tôi trước khi đi bán hiện nay tôi mới vừa mua về dùng thử chứ tôi, tôi cũng chưa có dám bán đại trà nhưng mà tôi biết là, là cái lứa tuổi của tôi là rất là dễ bị cái này và mọi người sẽ rất là dễ sử dụng cái thuốc này thôi nhưng mà mình phải hiểu nó dùng thử xem nó như thế nào thì tôi dùng mới ngày hôm nay là mới có ba ngày thôi thì ngày đầu tiên sử dụng thì thấy nó hơi đau đầu ngày thứ hai là hết và hôm nay uống hôm qua uống cũng cũng không bị nhức đầu con nghĩ là cái sản phẩm này tốt rồi khi mà mình uống thử rồi hết một hộp nó bắt đầu mình mới đi đi bán thì uh, thôi uh, chắc cũng sắp hết thời gian tôi xin chia sẻ tới đây cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và chia sẻ. Cảm ơn các mentor, cảm ơn tất cả các ngôi sao sáng của tháng 5 vừa qua. Giờ tôi xin nhường lại cái micro cho Mai Ngân ạ. À. Xin cảm ơn em Mai Ngân. Dạ. Cảm ơn anh Hoàng Phi đã chia sẻ. mọi người trong Zoom rất là ngưỡng mộ anh Hoàng Phi qua cái phần chia sẻ của anh thì Mọi người thấy rằng nó phải <laughs> chúng ta cần phải phải xem lại uh, kiểm điểm lại bản thân tức là uh, muốn bán một sản phẩm nào muốn lan tỏa sản phẩm nào thì chúng ta cần phải học tập rất là kỹ bản thân anh hoàng phi là vào rupi đã dành ra cả một tháng trời để học tập và sản phẩm nào anh cũng trải nghiệm và học rất là kỹ lưỡng và em rất là ngưỡng mộ anh với cái việc là anh uh, đã ép hàng mấy trăm chai nước ép để gửi cho mọi người rồi chiết từng chai sữa tắm để mà gửi cho mọi người dùng thử mình cho đi trước và mình đã